Đây là chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2019 anh chị nhé. Là phiên bản nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Indonesia luôn. Và xin chào tất cả các anh chị mình đang xem kênh của Cô Quẹ Auto Sài Gòn, chuyên mua bán trao đổi ký gửi xe ô tô đã qua sử dụng. Thì anh chị mình có nhu cầu mua bán trao đổi ký gửi hãy liên hệ trực tiếp với em Huệ nhé, qua số điện thoại là 0937003355. Em Huệ thu mua tất cả những dòng xe đã qua sử dụng của những thương hiệu như là Toyota, Mazda, Kia, VinFast, Lexus của Huệ cũng có thu luôn anh chị nhé. Và ngay bây giờ mời anh chị mình sẽ đến với nhân vật chính của chiếc video clip ngày hôm nay nhé, Toyota Fortuner. Bên cạnh em Huệ đây là Toyota Fortuner máy dầu số sàn phiên bản 2019 anh chị nhé. Xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia luôn. Mình là nhập khẩu chính hãng anh chị ha. Nước sơn là màu xám này, đăng ký biển số đầy tỉnh, xe đi 55.000 cây. Thì chiếc Toyota này hiện tại bên em Huệ đang chào bán cho anh chị mình với cái mức giá là 835 triệu anh chị nhé. Xe thì em sẽ là bao đút hồ sơ gốc luôn, cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước, bao tách hẳn luôn cho anh chị. Nếu như xe không đúng như những gì bên em quảng cáo, bên em sẽ chịu những chi phí phát sinh nếu như đi tách hẳn anh chị nhé. Đây, xe là trang bị cho mình là nước sơn màu xám anh chị nha. Trang bị phim cách nhiệt này, bộ bè che mưa đều được có hẳn hết cho xe mình luôn. Mâm xe 17 anh chị nha. Lớp xe thì còn khá là dày luôn. Dòng xe SUV gầm cao máy khoáng anh chị nhé, đi rất thoải mái luôn. Ở phía sau xe thì anh chủ trước lên cho mình camera rear nha, tại vì phiên bản máy dầu số sàn 2019 của mình là không có camera rear và màn hình DVD. Cái này là anh chủ trước anh nâng cấp cho mình nè. Cảm biến rear cũng đã có luôn anh chị nha. Rồi, khoang nội thất ở bên trong thì cũng đã được anh chủ trước á, anh lên cho mình bộ ghế da anh chị. Vì phiên bản mà hồi xưa nhập về á, nó basic, nó đơn giản lắm, sẽ không có những cái bộ ghế da này đâu anh chị ha. Chiếc này là mình ấy thêm á. Vậy thì tay thì cũng có trang bị sẵn này. Thì anh chị mình hãy coi cái bộ ghế da màu nâu nè, may rất đẹp luôn, gia công rất tỉ mỉ luôn, anh chị sẽ nhìn thấy nha. Mình may lại á, ở đây mình may gia công rồi đó. Tay nghề của thợ thầy đúng chuẩn luôn nè anh chị nhìn. Đấy. Cái đường kim rất đều đẹp. Cộng với việc là xe đi ít anh chị, 2019 mà 55.000 thì anh chị mình hình dung ra là 2023 4 năm đi 55.000 thì đâu đó một năm đi tầm khoảng 10.000, 12.000 anh chị ha. Đấy. Chảy cái thảm sàn này là thảm sàn xin theo xe này. Ở phía này mình có chảy sàn simili nè, hổ sạc điện thoại anh chị ha. Ở phía trên là có cửa, có cái la phong trần cộng với hai cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Đấy, Toyota mình thì đơn giản thực dụng anh chị ha. Bây giờ mình sẽ đến với khoang lái nhé. Ok, khoang lái anh chị ha, thì vô lăng này mình được bọc da này, cửa chi tiết này được mạ chrome anh chị ha. Mình sẽ không có lại số vô lăng anh chị nha. Rồi odo xe là 55.000 cây, xe xuống sàn odo xe anh chị ha, 55.000 cây nè. Màn hình DVD ấy, thì được anh chủ trước anh lên cho mình là màn hình của Android anh chị nhé. Nguyên thủy nguyên bản của cái xe nó sẽ là màn hình CD bình thường ấy, nó sẽ không có cái màn hình đẹp này. Cái này là anh chủ trước anh nâng cấp lên cho mình này. Ở phía bên dưới này là mình điều hòa cơ anh chị nha, không phải là tự động nè. Hộp số sàn 6 cấp này, chế độ lái Eco Power cân bằng điện tử và phanh tay thì là luôn luôn của Fortuner vẫn có anh chị nhé. Bên này gương chiếu hậu thì chỉnh cơ luôn, la phong trần anh chị ha. Và xe thì cũng được trang bị sẵn cho anh chị cái camera hành trình trước. Thì nói chung mấy ngày này mấy cái đồ chơi của anh chủ trước anh sử dụng, anh nâng cấp lên cho xe, chứ còn nguyên bản xe nó sẽ không có ha. Đó. Ok, bây giờ em gọi nhớ mời anh chị mình đến với cái khoang máy của xe nha. Ok, xe trang bị cho anh chị mình là khối động cơ dầu 2.5 anh chị nha, 2019. Xe nhập khẩu từ Indo thì hiện tại trên thị trường á, những chiếc xe này nó đang rất là ít luôn anh chị. Tại vì hiện tại bây giờ từ cuối năm 2020 là đã chuyển qua lắp ráp rồi, mẫu mới lắp ráp rồi. Những cái xe màu nhập khẩu này thị trường mình rất là ít luôn. Xe động cơ dầu này, anh chị em cận cảnh anh chị nha, những cái đường đai ốc này, những keo chỉ còn có những cái chân máy của xe này anh chị mình cùng xem qua ha. Đấy, nó vẫn còn nguyên hết luôn cho anh chị nè. Những chiếc xe mà bên em bán ra cam kết luôn cho anh chị nha, xe không đâm đụng, không ngập nước nha. Động cơ hộp số nguyên zin, bao test hãng luôn. Đấy, nhưng mà test hãng mà có vấn đề gì đó thì bên em chịu luôn cái chi phí test hãng luôn cho anh chị nha. Động cơ dầu thì theo thông số nhà máy thì đi khá là tiết kiệm, 100 cây thì nếu mà chạy hỗn hợp nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 lít dầu anh chị nha. Đấy là thông số của bên phía nhà máy họ chia sẻ thôi. Nên chị mình kinh doanh thì rất là phù hợp luôn, giá chi phí đầu tư thấp, thanh khoản nhanh, cộng với cái là chi phí nhiên liệu cũng tương đối thấp và bình ổn hơn cái phần cái xe xăng. Ok, và anh chị ha,
835 triệu, đó chính là giá mà em Hội đang chào chiếc Toyota Fortuner máy dầu số sàn 2019 anh chị nhé. Anh chị mình yêu thích mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với em Hội để điều giá anh chị nhé, và hẹn gặp anh chị ở những chiếc video kế tiếp. Em xin chào.